Có ngọt không? Nó ngọt chứ, tốt thì nó ngọt. À, đây là anh sấy đấy hả? Ủa, thì lấy ít thôi. Đút hết quá đấy, cái đấy. Nó chưa kiểu như là... Cái này anh cứ để ăn lúc nào cũng được. Thế à? Nó chưa được. Nó mà khô ăn cơ, nó kiệt ngọt lắm. Cái này anh cứ ấy thoải mái mà. Thôi thôi thôi, chị ăn thử cho nhà cũng... bên nhà nhiều lắm. Chỉ có cái là không tươi. Có à, đây là ở dưới là cái gì đây? Đây cái lò để đắp than rồi đấy. À. Này bảo đây nó khô, cái này mùa đông mùa nào ăn được. Ừ, hay nhỉ. Sau anh đến chơi thì nó cứ đúng cái vị mà bỏ ra để mình ăn nhấm nháp vẫn bình thường. À, chỗ này là bao nhiêu cân? Cái này chắc được tạ. Một tạ 60 cân tươi. Độ hơn chục cân khô. 60 cân tươi thì được 1 cân khô à? Không, nó phải được độ khoảng độ chục cân khô. Không, hơn đấy, nó khoảng độ nó phải 20 cân đủ lại là tầm. À. Nó hao chắc phải 60%. Ừ. Mà ngon nhỉ, ăn ngon thế. Ô. Cái này nó còn cô lại nó tí nữa mà nó như thế này nữa. Để tôi về tôi bảo bên nhà tôi mấy người làm thử một cái bóng Hà ấy. Ừ, bảo Hà với mấy đứa làm thử cái này mà cất đi nhỉ. Vâng, cái này anh để quanh năm được mà. Ừ, chứ bây giờ nó cứ rụng đầy xuống vườn phí. Ôi chết phí lắm. Ừ. Đây cái này nó như thế này. Như thế này nó bắt đầu lại nó khô được không lại cho vào đấy. Ở đây tươi đây hả? Đó. À. Cái này nó vừa mới sáng nên nó để bóc ra.